Xin chào Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đưa dữ liệu lên File Store. Đây là bài học thứ 8 trong khóa học Angular Firebase. Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ vào file app.module.ts, khai báo thêm hai thư viện là thư viện file module và thư viện file store module. Angular file module và Angular file store module. Tiếp đến ta sẽ cho đường dẫn đến hai thư viện này. Cuối cùng thì ta sẽ gọi thêm ở dưới. Các bạn nhớ khai báo ở trên thì ở dưới cũng phải gọi thì chúng ta mới chạy được. Tiếp đến ở thư viện Angular File Module thì ta sẽ gọi initialize app và truyền tham số environment.firebase vào. Tiếp đến ta lại khai báo thư viện environment. Cho đường dẫn đến thư viện. Tiếp theo ta chuyển sang file app.component.ts. Chúng ta lại tiếp tục khai báo thư viện ở file này. Thư viện Angular File Store. Tiếp theo ta sẽ thêm một tham số private Angular File Store vào constructor. Chúng ta sẽ comment các mảng local lại. Và bây giờ các mảng dữ liệu của chúng ta sẽ nối trực tiếp đến File Store. Đầu tiên đấy là mảng to do. Chúng ta sẽ tạo một collection to do ở trên File Store. Và khi dữ liệu thay đổi thì chúng ta sẽ ghi ngay xuống File Store Collection, tương tự với hai mảng In Progress và mảng Done. Tiếp đến, ta sẽ cấu hình lại sự kiện drop, sự kiện kéo thả. Đầu tiên ta sẽ khai báo một constant item bằng event.previous container.data một ngoặc vuông event.previous index. Tiếp đến thì ta sẽ gọi đến git.store.firestore run transaction. Ta sẽ chuyển từ mảng cũ sang mảng mới. Ta sẽ gọi git.store.collection event promise previous container.id .docitem.id delete. Ta sẽ xóa item, xóa dòng đấy ở mảng cũ và cho vào mảng mới.
xóa ở previous container và add ở container. Vẫn đang có một số lỗi, tôi sẽ chỉnh sửa lại. Trước khi xóa và thêm item, ta sẽ phải gọi một constant permit và cho hai dòng xóa và thêm vào. Tiếp đến, ở hàm dialog after close thì chúng ta cũng sẽ chỉnh sửa lại. Nếu là nhấn vào nút xóa, nếu nhấn nút xóa thì ta sẽ chạy các dòng lệnh sau. Ta sẽ xóa ở trong store collection. Nếu không phải xóa thì ta sẽ chỉnh sửa thông tin. Update tab ở trên File Store. Tiếp đến ở trên giao diện app.component.html, ta sẽ chỉnh sửa tiếp. Chúng ta sẽ gọi hàm bất đồng bộ async. NGIF thì ta sẽ chuyển thành async. Hỏi chấm. Tương tự ở NGFOR ta cũng thêm xử lý bất đồng bộ vào và sẽ chờ dữ liệu từ File Store trả lên. Ở hàm new start chúng ta cũng sẽ viết lại để đẩy task mới vào trong File Store. Task mới sẽ mặc định vào collection to do. Nếu không có kết quả, tức là ta nhấn nút cancel thì sẽ không tạo task mới. Hàm drop thì chúng ta cũng trả về promit. Bây giờ chúng ta sẽ chạy lại project của chúng ta xem dữ liệu đã ăn vào file store chưa. À, chỗ này tôi quên chưa chỉnh bất đồng bộ cho các mảng còn lại. Chúng ta sẽ thêm tương tự như ở mảng to do. Các tab chưa được thực hiện.
Đấy, chỉnh những task đang thực hiện và những task đã hoàn thành cũng chạy async xử lý bất đồng bộ. Vẫn đang lỗi. Lỗi này là lỗi gì đây? Ở đâu sửa lại cho đúng nào. Chúng ta sẽ thêm null ở đây nữa. Như vậy là đã lên rồi. Ok. Có vẻ như là hết lỗi rồi. Chúng ta sẽ build lại. Build thành công. Như vậy là task của chúng ta đã an. Chúng ta sẽ test thử. Chúng ta xem, kiểm tra xem trong File Store có dữ liệu của chúng ta không. Như vậy là đã thành công. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.